Đây là buổi phát thanh xã Định Thành. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ với tổng kinh phí lên tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm từ 2011 đến 2016. Ngày 12 tháng 7 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138/TTG-QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ và được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Việt Nam Post và các đơn vị liên